Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hai mẹ con mình ăn cơm chưa? Đây là cái món cơm mà mẹ mình nấu đây. Ăn dưa leo với lại dưa leo chuột nha. Phải nói là quá chuột luôn. Chí xì xì rồi các bạn. Dưa leo rất non nè. Đó rồi, rau muống xào, cá chiên. Đó, mình sẽ chấm với nước mắm. Ăn dưa leo chấm với nước mắm. Rồi, một bữa cơm đơn giản của hai mẹ con. Nơi nước Bỉ nha. Ăn thôi, mời mọi người ăn cơm nha. Em thấy đĩa cơm này, em thấy cơm không thấy rau, mắm, chén này đựng xương à? Sao không thấy? Giờ đó. Cái này là cá hường có biển, con không đi chợ mua vô ăn bình thường. Lâu lắm mới được ăn món ăn chính gốc Việt Nam nha các bạn. Món này ngày xưa mình hay ăn ở bên Việt Nam, cá chiên. Thương mẹ. Gan gì gan ok. Bữa nay ăn cơm có người ăn chung ngon miệng các bạn ơi, chứ hằng ngày ăn một mình buồn hiu, ăn không ngon. Cho dù nấu ngon cái nào ăn một mình ăn không ngon. Mẹ mình con mình giống con nít đó, ăn từ đầu tới cuối, nhắc mình ăn sợ bị ăn xương và mắc cổ. Cá chiên này ớt với muối với sả, qua ngày ăn nó mới thấm, chứ mới làm là không thấm, để qua ngày ăn mới ngon. Ấy nữa. Nói vậy. Quay rồi, quay rồi. Con mình ăn rồi tung tăng ở dưới đất. Cái lâu này non ăn ngon ha. Cái mùi mua vô bự thì bự ăn thích còn ngon là lắm. Cái nhỏ nó ăn giờ nó ngon ngon không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên đây là ăn cơm, nhai hết xong rồi mới được nói chuyện. Chứ đang nhai ăn cơm mà không được nói chuyện. Người ta nói ăn cơm mà nhai mà nói chuyện hả miệng ra, người ta thấy đồ ăn ở trong miệng người ta nó gớm, nó mất lịch sự. Nãy giờ mình ngồi mình ăn, mình quay phim quay phim, chứ mẹ mình cứ cộng củi ăn rồi. Quý lô tô vậy đó, lô tô nó xe. Ăn này cẩn thận với xương không? Xương nhỏ nhỏ không? Ngày xưa ở Việt Nam là mình hay ăn đơn giản món dễ: rau xào, rau luộc, rau sống, cá chiên hoặc là cá kho. Rồi một chút canh là xong. Để xem bữa cơm đó các bạn. Giờ ăn lại thấy ngon chứ ngày xưa ăn biết ngán. Mà bên đây người Tây họ ăn cá tươi á là họ phải nhúng bột, mà cá phi lê nhúng bột ăn thì ăn, còn mà dạng ăn cá tươi mà chiên sống vậy là họ không thích. Nhất là mẹ chồng mình đi lại mà có mùi cá chiên là mình chiên cá á, là mẹ chồng mình nói vừa mới bước vô cửa đấy cái mùi gì thối thối thình thủng 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 thủng. Là cái bữa đó ăn cá đó, bữa đó nấu cá chiên cá đó. Bữa nào mà làm cá là mẹ chồng qua là sẽ nấu vậy đó. Còn mà bữa nào ăn là không có mẹ chồng qua thì không có biết. Mẹ chồng mình thính mũi lắm. Thế nên là họ thường hay ăn cá phi lê, lon bột, chiên. Chứ không phải chiên giống như mình đâu. Không có giống như của người Việt mình. Mình thì mình thích ăn của người Việt. Thích ăn của kiểu của người Việt nhiều hơn. Người Việt mình thường hay ăn có cái gì mà có xương á ăn mới ngon. Còn ăn cái gì mà thịt không ăn không ngon, ăn ngán lắm. Nhưng mà người Tây người ta nói á, ăn cái gì cũng còn phải trừ lại xương, còn cái gì đó cho chó nó ăn. Chứ mình ăn mình lấy hết thịt ăn rồi còn xương không, chó nó đâu ăn được gì. Bởi vì nhiều khi mà lúc mới qua ăn chung với gia đình chồng thấy mắc cỡ các bạn, thấy ngại. Giống như nhỏ bạn mình á, đi vô ở nhà cha mẹ chồng ăn xong cái cầm cái cục xương xương heo đó, lên ăn 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 không nổi mà bóc hết toàn cái xương nó luôn, ăn sạch hết xong rồi còn xương không. Cái bà mẹ chồng của bạn ấy mới quay hỏi ăn vậy còn chó ăn cái gì. Cái từ đó về sau cái bạn mình ngại ăn trước mặt mẹ chồng mình, mẹ chồng bạn ấy rồi không có dám ăn cái kiểu đó nữa. Chứ khi mà ở nhà, tự ở nhà ăn á thì mới ăn cái kiểu đó thôi. Ở Việt Nam mình là thích ăn vậy á. Thậm chí là cầm nguyên cục xương thịt lên nằm ngồi cạp ăn nó mới ngon. Đi nhà hàng ăn không thoải mái bằng ở nhà. Đăng tiện video này, cảm ơn các bạn nha.
Mỗi lần mà đăng video lên có mẹ mình trong đó thì ai cũng khen ấm mẹ chứ, mẹ bạn trẻ quá, mẹ em trẻ quá. Rồi ý nói là em già đúng không? Già không mẹ? Có người khen mẹ trẻ mẹ khoái. Vậy chứ sao? Vậy chứ sao? Vậy chứ sao cơ? Hôm nào các bạn thử khen em, mẹ em đẹp quá, mẹ em xinh quá, mẹ em dễ thương quá. Tôi coi mua con phản ứng sao? Mẹ em trẻ quá. Mẹ mình năm nay hình như 59 hả? 60? Ở ngoài 61, 160. Mỗi năm mỗi lên, cái mỗi năm mỗi sụt xuống. Mỗi sụt xuống thì cũng được. Mẹ mình tính tuổi theo kiểu Việt Nam là tính tuổi chòi vậy các bạn. Nhảy lên một tuổi à, ở trong 60 ở ngoài 61. Mà tính theo của Tây là 60. Ủa 59 à? Ở bên đây người ta không thích nói tuổi các bạn à, hoặc là tới ngày sinh nhật á, là để bánh sinh nhật là không có để cái số tuổi của họ nha, tránh cái số tuổi, là tại người ta không thích khi người ta thân nhìn thấy cái số tuổi, người ta cảm thấy là họ bị già đó, nên người ta không thích. Kể cả sinh nhật của mẹ chồng mình á, lúc mà làm bánh sinh nhật á, mẹ chồng mình kêu là đừng có ghi để cái số chính xác, đừng có đổi số chính xác, mất công à, sợ già thấy ngại già này kia, cái chỉ để một hai ba cây đường cày thôi chứ không có để chính xác tuổi. Mẹ mình sợ ai nói tới tuổi, hỏi tuổi là nó sợ già. Bonjour. Bonjour. Con mình có cái trò chơi hay chơi, đi lại chào, xin chào, xong cái chào lại, xong hỏi khỏe không, hỏi khỏe khỏe xong cái nói tạm biệt, bye bye, tạm biệt, chúc gặp lại, có nhiêu nói hoài, có nhiêu chơi hoài đó. Mà bữa nào Hoa lại chào cái lo làm gì đó, cái mình quên chào, chưa chào kịp hết, cái em la sụm chân, xin chào, la là chừng nào mà trả lời mới thôi, thấy không? Nó nhỏ nghe nè, ai nói thì nói, ai quay quay, mẹ mình ăn đấm núi luôn, không trả lời, không biết. Không có biểu cảm. Nên ăn cứ cầm cuội ăn, chừng nào hết ăn rồi Thầy giống hề quá. Không ăn dưa leo. Dưa leo này ngon, giòn. Ủa vậy sao? Gì không ngọt. Lại nhìn thấy ăn chính gốc của người miền Tây luôn, người miền quê nè, ăn cơm với dưa hấu, còn dưa hấu bỏ chén ăn y gan như ngày xưa ăn nè. Bên ông ngoại với bà ngoại mình cũng ăn dưa hấu với cơm các bạn, thậm chí có khi mà gọt xoài chín á, gọt xoài chín ăn với cơm. Rồi, bây giờ ăn xong rồi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Nhớ nhấn like và ủng hộ kênh của Lan để nhận những video mới nhất. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mẹ mình bye bye mọi người.